Sáng nay làm gì mà đông đảo vui dữ á? Làm nấu cháo siêu to không lâu. Ui, vừa trường. Đang đói bụng dồi. Sáng. Dồi. Làm dồi, làm dồi. Này thôi gì nông ném thôi. Cái này mấy em tự dồn luôn đấy hả? Dồn á. Làm luôn á. Wow. Đâu đảo đó anh nhìn thử coi cái gì dưới này nào, lặn lặn thôi lặn nào. Trời ơi. Wow. Má đào. Má đào. Bao tử. Ơi. Wow. Hỏi vừa thổi vàng nè. Đây. Có nước chấm chưa? Còn chấm chưa thầy? Ngồi làm gì nữa? Làm gì à? Hiển chấm như này làm mấy vậy? Mắm đục chứ mắm gì nữa? Từ với gì lạ chú? Làm gì gấp vậy anh hai? Còn gì nữa không? Ờ, mấy cái má đào để... Má đào để cho ném, mà chẹp nữa mình giúp riêng. Cái này mình xét ra. Mắm đục nha anh em, không đảo lên rồi. Bày lên chú ơi, món này chấm mắm đục. Mời cả nhà nha. Hợp khẩu vị. Hợp với cái này chứ. Mời cả nhà. Ừ. Đôi lúc nó mời không? Mình dồn tự tin ăn thấy nó ngon quá. Mình dồn rồi reo thơm rồi. Còn nhà là mơ nữa. Trời ơi, xuống cái cục trời này trường xuống. Ngon chứ. Đây anh em ơi, combo 200 đám đục luôn anh em ơi. Ngon. Đôi chút làm à. Đã ồ, cái mấy ông đàn mình cũng không chịu nấu. Không cầm được cầm làm không đâu. Đó. Buồn nó ngon quá chứ. Sâu vô. Này này có lá mơm này chưa? Có. Lá mơm, rau quế, rau rêm, không nhủi. Đầy đủ. Lấy gì đâu? À, miếng gì mà đang tim? Thịt ngon ngon. Thịt tim. Tim nè. Ngon lắm, ngon lắm, cháu nhớ đục ăn đúng không? Lèo ra hơi dài. Nem tranh thủ à. Bập rẹt rẹt lụm đi anh em ơi. Trọng miếng nè. Ồ, đã luôn nè.